Rạng sáng ngày 26 tháng 10, theo giờ Việt Nam, với 220 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bầu hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện của bang Louisiana, làm chủ tịch Hạ viện sau 3 tuần chiếc ghế lãnh đạo bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp này rơi vào tê liệt. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ứng cử viên Johnson được 220 phiếu ủng hộ, vượt qua ngưỡng cần thiết 217 phiếu để đắc cử chủ tịch Hạ viện, trở thành chủ tịch Hạ viện thứ 56 của Mỹ. Việc ông Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện đã chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 22 ngày qua và mở ra triển vọng để Quốc hội Mỹ giải quyết các vấn đề cấp thiết như xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden công bố ngày 20 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ, cũng như gửi hàng tỷ USD viện trợ đến Israel và Ukraine, đặc biệt là đạt thỏa thuận về gói chi tiêu giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ trong bối cảnh thời hạn chót ngày 17 tháng 11 đang đến gần.